Mời các bạn ăn cùng mình. Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn. Mình có mua hai món người ta nấu sẵn ngoài chợ các bạn. Về mình chỉ có hâm lên là ăn được các bạn. Hai món này rất là ngon. Và đây là món lobster soup. Món súp thịt tôm hùm này ăn rất là ngon các bạn. Và đây là món ravioli, món bánh bao ý nhân thịt tôm hùm. Món bánh này mình có ăn qua và chia sẻ rồi các bạn. Nhưng hôm nay mình ăn chung với món lobster soup, món soup thịt tôm hùm này các bạn. Các con mình rất là thích hai món này ăn chung với nhau, ngon lắm các bạn. Và đây là trái lựu trồng ở Mỹ các bạn. Mấy ngày trước mình có mua một thùng 6 trái. Con ta trồng hay các bạn ha. Một trái bự ơi là bự, to ơi là to. Một trái này là nặng cũng nửa ký các bạn. Mình xắt một trái ra cái dĩa mà đầy một dĩa luôn các bạn. Mùa này ăn trái lựu này ngọt lắm các bạn. Và món tráng miệng là bánh ngọt nha các bạn. Mình có cái bánh chocolate cake, bánh sô-cô-la đen các bạn. Bánh này lâu lâu mình ăn một chút cũng ngon lắm. Bây giờ mình lấy súp tôm hùm ra hâm nha các bạn. Ở trong đây có một hộp như vậy là hai lon các bạn. Có hai cái hộp. Đây. Mỗi một hộp nó có hai cái hộp này, hai phần này. Đây các bạn. Đó, giờ mình sẽ lấy ra. Wow, thơm quá. Mình cho vào cái nồi. Súp người ta nấu sẵn như vậy các bạn, mình chỉ có hâm lên, sôi lên là mình ăn được các bạn, ngon lắm. Rồi mình tiếp tục mình mở ra thêm nha các bạn. Súp tôm hùm này nè các bạn, nó giống như là có sữa trong đây á, ăn béo béo ngon lắm. Rồi mình tiếp tục mình lấy thêm nữa nha các bạn. Hai hộp này là tổng cộng có 4 lon các bạn. Đó. Giờ mình lấy ra đây cái là để mình vét cái miếng này trước. Là 4 lon này các bạn. Rồi giờ mình sẽ đem đi lên bếp hâm lại cho nóng nha các bạn. Nồi súp tôm hùm các bạn, mình bắt lên bếp, mình mở lửa medium các bạn. Mình quậy như vậy nè. Yeah. Rồi mình nấu từ từ cho nó sôi là ăn được các bạn. Nước sôi rồi, giờ mình luộc bánh nha các bạn. Bánh bao ý này mình cũng luộc 4 phút nha các bạn.
thơm quá. Mở nó ra mà nghe mùi. Mình luộc, mình để vào như vậy mình luộc 4 phút là ăn được các bạn. Bánh này con trai mình thích ăn lắm. Rồi, bây giờ mình luộc 4 phút nha các bạn. Bánh mình luộc được 4 phút rồi các bạn. Wow, sôi lên ngon quá. Giờ mình trộn lại rồi mình vớt ra nha các bạn. Ok, giờ mình vớt ra cái tô. Như vậy cũng nhiều. Mình luộc lên cũng được cả tô luôn á. Rồi, mình luộc xong rồi nè các bạn. Mình vớt bánh ra rồi, bây giờ mình cho dầu ô liu vào nha các bạn, để bánh mình không có bị dính á. Dầu này ăn tốt cho sức khỏe các bạn. Rồi mình trộn đều lên, mình cho dầu ô liu vào các bạn, giờ mình trộn đều lên á, cho cái bánh của mình nó không có bị dính với nhau á. Khi mình ăn mình gấp ra như vậy thì nó không có bị dính nha các bạn. Nhìn ngon các bạn ha. Ok, giờ mình đi qua nồi súp của mình. Nồi súp tôm hùm sôi lên rồi nè các bạn. Rất là thơm. Giờ mà mình múc ra ăn nha các bạn. Mình múc thêm súp vào tô nha các bạn. Đây, cái thịt tôm hùm. Rồi, mình gấp bánh vào. Đó. Ăn coi như là ngon quên thôi. Ngon lắm các bạn. Nồi súp coi như sôi ục ục. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mời các bạn ăn súp tôm hùm và bánh bao Ý nhân thịt tôm hùm ăn cùng mình nha các bạn. Mời các bạn ăn cùng mình. Đây nè các bạn. Cái thịt lớp tờ. Để mình xắn cái miếng bánh ra. Wow, ăn chung với súp ngon lắm các bạn. Mời các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Quá béo luôn. Ngon ơi là ngon. Hẹn gì các con của mình rất là thích món này. Ăn thêm một miếng nữa các bạn. Bình thường mình ăn cái bánh bao Ý này không cũng đã ngon rồi. Hôm nay mình ăn chung với cái súp tôm hùm này nữa là quá ngon luôn các bạn. Cái súp rất là béo. Có cái thịt tôm hùm ở trong đó các bạn, ăn ngon quá. Mình chia sẻ đến đây. Bây giờ mình sẽ ăn qua bánh ngọt nha các bạn. Mình đi
đi sắt cái bánh. Bây giờ mình cắt bánh ngọt nha các bạn. Bánh sô-cô-la đen này ăn rất là ngon các bạn, nhưng mà hơi bị ngọt á. Wow, ngon quá các bạn ơi. Mời các bạn ăn bánh ngọt cùng mình. Để mình ăn cái miếng ở đây, nó có cái bánh nè các bạn. Ở trong nó có những kem nữa nè các bạn. Bánh ngọt sô-cô-la đen. Chocolate cake. Ngon quá các bạn ơi. Cái bánh bông lan này, nhưng mà mình ăn mình sẽ lấy mấy cái kem này ra hết, mình không ăn đâu các bạn. Mình thích ăn cái bánh của nó, rất là xốp các bạn. Ngon ơi là ngon. Bánh sô-cô-la đen ngon quá các bạn. Bánh này là mình mua tiệm Mỹ á. Mình chia sẻ đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chan Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.